Thế là hôm tai nạn làm anh mất luôn cái chân bên kia và cái chân bên này cũng bị như này luôn à? Dạ bị luôn anh ơi. Sau cái chân này bị hoại tử mà anh không có lấy cái thuốc gì bôi hay là? Có bữa có cho thuốc bôi đó, mà sao bôi nó cũng không hết anh ơi. Cũng như vậy nè. Nó lòi mỡ ra luôn trời. Dạ. Nó hỏng. Chào kính thưa quý vị thân mến. Ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại Sa Đéc Đồng Tháp để tới thăm nhà anh Út anh quý vị ạ. Nếu như trước đây quý vị mà có theo dõi kênh của Thành Nguyên thì chắc là quý vị cũng không có lại gì anh Út anh nữa. Dạ, một người đàn ông mà bị cắt mất cái cổ quý đó quý vị. Sau khi mà anh bị té ở trên cây xuống rồi sau đó thì anh phải cắt đi một chân và còn một chân bên kia thì lại bị hoại tử. Dạ, nói chung là điều kiện thì hết sức là khó khăn và anh cũng chưa từng biết phụ nữ ra làm sao như thế nào. Dạ, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với Thành Nguyên thì có Trần Đức kết nối yêu thương, Điền Nguyễn kết nối yêu thương cũng đang chờ anh đi bán vé số về đấy quý vị. Không biết là cái thời gian vừa qua thì cái tình hình sức khỏe của anh như thế nào, cuộc sống của anh ra sao thì quý vị hãy chờ Thành Nguyên trong chút xíu nữa nha quý vị. Thời tiết Đồng Tháp cũng chuẩn bị mưa cho nên là Thành Nguyên sẽ tìm một cái chỗ nào trú ẩn chút xíu. Dạ, cũng có đôi hột mưa rồi quý vị. Dạ. Rồi, Thành Nguyên mời quý vị. Dạ đây kính thưa quý vị, sau khi Thành Nguyên đến đây mà không có gặp anh Út Anh ở nhà đó thì Thành Nguyên đã gọi và anh đã về đây đây quý vị. Hello anh. Dạ. À hôm nay có cái xe điện ngon ạ. À. Dạ. Sao mấy lâu nay anh khỏe không? Cũng khỏe. Dạ, dạ, khỏe ha. Dạ. Ừ, thấy người anh hôm nay cũng có vẻ mập ra đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cuộc sống anh sao rồi? Đã ổn định hơn chưa? Em mới mua chế tắc dán như cái máy, em làm lứ lượt này bán với số ế quá. À, vậy hả? Vậy số ế quá hả? Dạ. Ừ. Nếu mà cuộc sống ổn định rồi thì bây giờ có tính cưới cô nào không? Không. Rồi thế rồi bây giờ dẫn em đi đi về nhà cho em về thăm cái nơi ăn chỗ ở của anh cho các cô chú dạ, xem dạ một xíu nha. Dạ. À, hè về đó quý vị, à, phượng à, nó cũng nở rất là nhiều này, rất là đẹp luôn này quý vị. Mấy người đến đây câu cá hay là thả lưới gì đây? Đây để xem anh Út Anh leo qua đây như thế nào nào. Công việc hàng ngày của anh Út Anh là đây, cái chân này là cái chân giả của anh này, này quý vị. Cẩn thận nha anh. Suốt ngày leo qua như vậy chắc cũng quen rồi. Cũng quen này. Đây đây đây. Đi qua đây thấy chóng mặt luôn quý vị ạ. Thấy cái lớp bèo này nó rung rinh này. Cảm giác giống như cái cầu nó bị rung á. Đây là cái nơi ăn trốn ở của anh đây quý vị. Sao? Cái lúc nãy anh mới nói là mới mua cái gì? Để mua chiếc tắc chán đây đây, cái máy đó đó. À, cái thuyền máy này hả? Dạ. Ồ. Anh vừa mua cái thuyền máy này hả? Dạ. Rồi công việc là mình để đi làm gì? Em thả lưới anh. Thả lưới hả? Dạ. Rồi có bắt được cá tôm gì không? Có, em làm cá mà. Công việc của mình là chủ yếu là làm cá đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là thu nhập mà bình quân một ngày là khoảng bao nhiêu, chia sẻ cho em xíu nào. Có chỗ em bán được có 40 ngàn bạc. À, có 40 ngàn hả? Yeah. Rồi, rồi có đủ tiền xăng dầu không? Không, em thả kiểu như đây chạy lên chỗ cái cảng vàng đó đó. À. Thì em thả ở đây là tới nước lớn đầy nghỉ.
chừng 2-3 giác lứ. Vậy ha. Một ngày như vậy là mình đi có một lần à hay là đi mấy lần? Tôi có như kiểu như tối em thả nó nước im thì thả, còn sóng gió nghỉ. Nha. À, trước đây thì em có đi sang Đồng Tháp cùng với anh Tuấn Vĩ để thăm anh Út Anh đó, thì anh Út Anh biết rồi phải không ạ? Dạ. Thì đến bây giờ thì một thời gian cũng mấy tháng rồi, cũng, dạ, cũng khá là lâu. Thì có một số cô chú các anh chị mà mới vào sau đó, dạ, cũng chưa biết được cái hoàn cảnh của anh Út Anh như thế nào. Dạ. Thì bây giờ anh Út Anh chia sẻ lại cho em chút xíu nè, về cái tình trạng bệnh tật của anh cũng như là cuộc sống của anh như thế nào. Anh chia sẻ cho em xíu nè. Dạ, lúc đó thì em cũng té cây rồi, rồi sau này nè, cái em đâu cái bà chủ bà đâu có tiền. Ừ. Rồi em mới bị vậy luôn chứ phải theo. Hồi đó là mình làm thuê cho người ta. Dạ em làm thuê cho ta. Rồi leo cây cho người ta hay là sao? Ờ em làm như kiểu như là bà con đó, rồi em leo cây nè, rồi thờ đó không có ai mà giúp đỡ hết trơn á. Ừ. Ba cái... mấy năm gần 40 năm rồi đâu có ai giúp đỡ với ai. Rồi bà đó bà cũng khổ nó thấy vậy thôi. Em mới nằm bệnh viện Sa Đéc nè, ta nói thôi giờ chở đi bệnh viện thành phố đi. Rồi cái bà này á, thì bà nói bà không có tiền. Ừ. Mà trong đi khi đó ta nói thôi giờ kiếm chừng triệu à. Ừ. Tiền triệu hồi đó thì nó nhiều lắm rồi. Vâng vâng. Đó rồi cái bà nó không có tiền rồi giờ bấy chi mới chịu chặn này nè. Là hồi đó là nó bị dập hẳn cái bộ phận đó luôn hả hay dạ, sao? Dạ nó bị dập luôn. Em đái em còn không biết mà. À. Sau này mới đi làm lứ đó, rồi nó bị nhiễm trùng thế mới cắt luôn. Ừ. Bây giờ là còn... đi đâu cũng phải mang một cái bọc vậy ha. Dạ. Dạ. Đi đâu rồi cái bọc này bỏ vô túi luôn. À. Đó. Nhưng mà anh thấy có khó khăn lắm không? Dạ. Bây giờ thấy quen rồi ha. Dạ quen. À, kiểu như 10 ngày thì em cũng đi kêu bác sĩ lên á. Điện... Thay ổng hả? Dạ, thay cái chỗ này nè, thay dạ, luôn cái dạ. Ống này luôn. Dạ dạ. 10 ngày thay lần đấy thôi nó nhiễm trùng. Vâng đúng rồi. Đó. Ừ. Nó xuyên vào trong chỗ cái bóng này. Không, cái da bụng mình nè. Dạ, nè. Dạ. Đúng rồi. Đâm vào bụng luôn ha. Dạ. Ừ. Nó có bị sốt không anh? Viêm nhiễm nó bị sốt không? Dạ không. À. Đây, mấy chục năm rồi bây giờ đây, nó nào hay quen. Em cũng nhìn, em nhìn đâu. À thuốc đó. Đây. Em mua thuốc đó, đó uống lần như đó. Thuốc kháng sinh đấy, giảm đau. Dạ. 500 mg ấy. Bây giờ uống vậy hoài đó, cái việc ngày trước rồi uống ngày 3 lần, bây giờ chăm chế lại uống, uống sáng uống, giờ chiều uống thôi. Ừ. Đó, em chế lại chút đỉnh, uống ít lại. Bây giờ đã uống ít lại. Dạ. Dạ. Vậy thì cho em hỏi là lúc đi đại tiện thì có đau không? Dạ đau chứ. Mà bây giờ nó hết đau rồi. À. Dạ. Quen rồi nè. Dạ. Vậy là bây giờ là anh... cái việc anh đi tiểu có chủ động không hay là nó tự ra đấy? Nó tự ra cái bọc. À nó tự ra. Nó tự ra luôn cái bọc á. À. Tối em ngủ em ở trên cái giường thì bỏ cái bọc này ra vậy đó thì có nước đáy. Tối ngủ đâu có lần. Năm anh Út Anh bị là mới có mười mấy tuổi à? Dạ mới mười mấy tuổi. Ừ. Mới có 18 tuổi 19 tuổi. Ừ, hồi đó đã có người yêu chưa? Chưa, em tới giờ luôn tại em ở với bà cậu này, sống nghề bà rồi, cậu này không á, lúc đó em làm rồi, lứ ghe đái ta nè, làm lứ te rồi. Ừ. Đó. Rồi vậy là tới bây giờ chưa biết phụ nữ là như thế nào luôn đấy. Chưa biết phụ nữ là thế nào. Uổng thiệt. Dạ. Thế có cần cái cô nào để tâm sự không? Thành Nguyên là mối. Chỉ tâm sự thôi chứ không làm gì đâu. Ồ bây giờ em thấy ở vậy cho nó chắc ăn anh ơi. Bây giờ em có thì nó người ta cũng bỏ em. Mấy ông rảnh thiệt ha, mấy ông rảnh thiệt. Dạ. Thì anh em mình nói vui vui vậy thôi. Cuộc sống mà anh mình phải có những cái niềm vui như vậy mình mới có động lực để mà làm những cái việc có ích nha anh ha. Em xin giới thiệu là em là Trần Đức. Dạ. Em cũng là có cái kênh thiện nguyện là Trần Đức cái nỗi yêu thương. Dạ, dạ. Hôm nay em cũng có dịp vào đây cùng đi với Thánh Nguyên. Dạ. Thì em cũng hỏi xem là thế người nhà người thân của anh đâu hết rồi? Dạ em anh em chị em thì chết muốn hết rồi, nó còn đứa thằng em út nó có vợ nó ở trên đây nè. À dạ. Kiểu như nó cũng khổ quá trời. Gia đình của anh trước sống. Đây là sống trên ghe cả. Dạ lúc trước em với bà già em ở với ghe này nè, rồi em làm lứ đồ te rồi đó. Ừ. Rồi bà già em thì nó nặng ngay bả đi bán ngày cũng 2-3 giác. Ừ.
bà cũng năm nay 80 mấy rồi. Đó. Rồi cái sau này bà mất rồi cái em ở con mình. Đó. Ba của má anh đó. Ba về má anh út anh đấy ha. Dạ. Đây à. Ừ. Ông già mất trước rồi bà già mất năm nay 4 năm năm. Hai ảnh à, một bên này một trắng. Dạ. Cái này cái anh này làm cái này sai á, này đâu phải này nó làm sai á, rồi kêu nó làm lại mà tốn tiền lại đó. Cái nó làm này lại là tốn 200 đưa đó, 200 ngàn làm lại đó. Cái ảnh áo đen này là đúng này. Dạ. À, một ngày bình quân là anh Út Anh đi bán vé số như vậy là khoảng được bao nhiêu tiền nữa? Trời, em đi bán có 100 tờ mà bán không hết. Bán không hết chứ bằng em ngại cái em biết sao em không vô quán em bán. Chứ bằng em mà thấy người nào mà ăn uống đồ mà ngồi uống cà phê rồi em ít bao giờ em mờ lắm. Yeah. Em tự ái cái chỗ đó đó. Yeah. Bây giờ em đi bán vòng vòng kiểu như mấy người khách đồ giảng lai đồ đó thì em mờ. Yeah. Đó nhưng mà trong quán thì em không có dám vô. Yeah. Đó vì kiểu như mình vô đi mình nghĩ đây đi người ta nói đi cái thằng này ăn uống mà nó mờ này mất. Nó mất lịch sự. Yeah. Mà trong khi đó em cũng thấy người ta thì ăn uống rồi ta lại trên mờ vậy nè. Đó. Em thì không có cái tính đó em tự ái. Đó. Bởi vì em đi bán vậy mà bởi vì không ai mua hết trơn. Dạ đó là anh không kể về cái hoàn cảnh của anh nhé. Nếu mà người ta biết hoàn cảnh của anh là người ta cũng ủng hộ đó ha. Dạ đúng rồi. Yeah. Thế là hôm tai nạn làm anh mất luôn cái chân bên kia và cái chân bên này cũng bị như này luôn à? Dạ bị luôn anh ơi. Sau cái chân này bị hoại tử mà anh không có lấy thuốc gì bôi hay là có bữa anh Dĩ anh có cho thuốc bôi đó. Ừ. Mà sao bôi nó cũng không hết anh ơi. Ừ. Như vậy nè, nó lòi mỡ ra luôn trời. Dạ nó hỏng rồi. Ừ. Mà thôi vậy anh đi dép cho nó đỡ chứ anh mà đi không dép. Đi dép không được. À, vậy ha. Đi dép nó cái giò này đâu có quấu vô trong chiếc dép đâu mà đi được. À, lúc anh ơi, cái này là bị lâu chưa? Dạ này em cũng bị lâu rồi anh. Này em bị đạp cái gỗ chai ba sĩ này nè. Đó mà nó đi vậy nè. Lúc trước cái giò này nè em cũng lên xuống nè đạp cái gỗ chai ba sĩ đó. Dạ. Rồi cái em nằm bệnh viện xe đét này nè nó mới cắt. Ừ. Rồi lúc đó ông già em còn sống ông nuôi với đó. Dạ. Rồi mới cắt ngang. Dạ. Rồi mới cắt ngang mà chịu có 1 triệu bạc à. Dạ. Rồi cắt. Rồi sau này em mới nằm bệnh viện là nó bác sĩ kêu bác sĩ á là tính cắt luôn cái giò này. Ừ. Mà bác sĩ với ông nó thôi đi để dưỡng lên coi làm sao. Dạ. Rồi mới chụp hình luôn hả? Dạ mới chụp hình á thì nó cái giò này dưỡng lại được thôi để dưỡng lại. Ừ. Hay. Thì hôm dài anh thấy nó ổn không? Nó có làm giống như là nó làm sốt đồ này kia anh không? Anh cứ uống cái thuốc đi. Nè em cô này hoài nè. Bệnh mà phát triển những cái thuốc kia nó làm bất cả bệnh sốt. Vậy rồi anh vậy thấy là... có tiến triển lành không? Không thấy dày không đó nè. Nó thịt nó ra nó ăn ra không? Thấy dày nè. Đó. Nó lòi mỡ ra luôn mà. Cái này 20 mấy năm rồi nè. Ồ, 20 mấy năm nó cứ gì ha. Ờ, nó dày hoài đó. Lòi xương, lòi xương là máu chảy á. Ừ. Nó bởi vì sức thuốc thường xuyên mới được. Nó bởi vì vậy đâu có đi đâu được, đi gì được. À, hồi kỳ mà anh Út Anh bị té cây như vậy đó là mình bị cái bộ phận sinh dục trước. Dạ. Rồi sau đó mới cắt chân sau đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Sao mới cắt chân sau rồi. Nó đen đủ đường luôn đó ha. Dạ. Nói là bị cái kia xong rồi đến chân rồi tụt luôn ha. Đó là nó xui đủ đường đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Hay nó là tính ra là 3 cái chân đó. Ba chân. Để em vào em cho cô chú xem cái nơi ăn chốn ở của anh Út Anh xíu nào. Dạ. Xem cái phòng hạnh phúc của anh. Vậy là anh nằm trên cái giường này hay là anh trải cái nệm này ra? Đó, đâu có em để vậy đó là nằm lên. À, cứ nằm co người vậy ha. Dạ. Dạ. Đây, bếp núc này kia nấu ở đây luôn này quý vị. Có đến anh một lần với Phương Kiều với anh Xuân Vĩ hồi. Hôm nay em cùng với Trần Đức kết nối yêu thương
và Điền Nguyễn Kết Nối Yêu Thương thì ghé qua đây thăm anh. Dạ. Thì em cũng có nhận được số tiền là 2 triệu đồng. Dạ. Để em gửi cho anh ha. Dạ. Dạ. 2 triệu đồng này đó thì gồm có của hai em Hào Hiệp và Linh Nhi ở bên Đan Mạch đó. Dạ. Là 1 triệu. Dạ. Và nhóm Phật tử Huệ Phước ở Canada. Dạ. Do anh Kiệt Đoàn là người đại diện. Dạ. Dạ. 1 triệu nữa, tổng số tiền là 2 triệu anh nhé. Dạ. Dạ. Em cảm ơn mấy anh với mấy chị với mấy bác rất là ơn nhiều. Dạ. Dạ. Để cho em kiếm tiền em mua thuốc mang em uống. Vâng. Dạ. Tiền thuốc của anh Út Anh một tháng bình quân là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ tiền thuốc đó này em mua một tháng đó là em mua 1.2 triệu. 1.2 triệu một tháng? Dạ 1.2 triệu hai một tháng đó. Dạ. Dạ. Rồi thì nói chung là cũng mỗi lần đến đây thì cũng hỗ trợ được cho anh phần nào đó thì em hỗ trợ. Dạ. Và cũng động viên anh thôi chứ bây giờ biết sao giờ. Dạ. Dạ. Em tính anh Dĩ nói bữa anh Vĩnh anh Dĩ lên em có nói anh nói thôi bây giờ anh nói không có tiền mua cái nhà ở thì bây giờ tới 400-500 triệu gì á thì nói thôi giờ em lợp lại mua to nè bây giờ mình kêu người ta làm đây lợp lại để ở tạm cái mùa mưa. Yeah. Đó là cho nó kín đáo lại chút thôi. Yeah. Đó em cũng đòi hỏi gì bây giờ kiểu như mình đâu có biết mà sống nay mai chết mai gì. Mà cái mái này em cũng thấy hở tùm lum này. Dạ thì dạ. Nó dột trơn à. Mưa lớn là dột tùm lum, nó dột trong đấy trơn luôn á. Vâng. Mưa lớn cái là nó dột từ lưới chứ. Mưa thì trong cũng giống như ngoài. Còn trời nắng nắng thì là khách sạn ngàn sao đó. Dạ. Thấy ngàn sao luôn. Bây giờ nói để làm là lại mua tôn mới rồi làm lại giờ mình làm hơi cao lên chút. Rồi thôi à, hai anh em cứ trò chuyện với anh Út Anh nha. Dạ. Để mình đi dạo dạo xung quanh đây vòng xem nào. Dạ. Đây kính thưa quý vị thân mến, anh Út Anh ở trên chỗ một cái thuyền này này quý vị, yeah, cái ghe ở đây gọi là cái ghe đó quý vị. Dạ kính thưa quý vị thân mến, Đồng Tháp ngày hôm nay thời tiết cũng gần mưa quý vị ạ. Sau khi mà Thánh Nguyên tới thăm thăm nhà anh Út Anh, dạ gió khá là lớn chút xíu nữa thì Thánh Nguyên rơi tỏm xuống đây này. Dạ kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà Thành Nguyên, Trần Đức và Điền Nguyễn tới thăm nhà anh Út Anh đó quý vị, đó là một chiếc ghe mà quý vị đã thấy đây. Và thăm hỏi, động viên anh thì Thành Nguyên cũng đã thăm hỏi rồi. Và trời cũng sắp mưa quý vị ạ, cho nên bây giờ Thành Nguyên phải xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên trong những cái hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm. Cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn ủng hộ cho Thành Nguyên. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Thánh Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe nha quý vị.